Ủa tía thì đỡ chưa tía? Con ơi, sao vô tắm nước nóng rồi mà nó cũng còn vậy à? Tía ngồi xuống này nè, đây đây. Trời ơi, tía thôi hay là đây là con xoa xoa nhẹ đầu cho tía. Đúng rồi. Rồi thôi, đây nha, con làm nhẹ nhẹ cho tía nha. Ừ. Nó hết liền à, chỗ cái thái dương chỗ này là nó bị căng. Ừ. Máu nó động lại. Đó, rồi. Đỡ chứ tía. Cái gì? Tía đợi con chút xíu nha tía. Ai bóp kèo rồi con. Trời đất ơi, anh Tùng, anh làm gì sấn sổ vô nhà ta vậy Tùng? Ôi trời, tía làm gì, tía chùm đầu vô tía, sao tía? Hả? Tao làm gì cho tao đỡ gì đó. Trời đất ơi, tía coi kìa. Vy ơi, Vy. Ai vậy? Anh Tùng làm gì vậy? Làm gì sấn sổ vô nhà ta một hai lần vô hoài vậy hả anh Tùng? Chú Đức ơi, Vy nó đi về chơi vậy chưa chú Đức? Trời ơi, tía làm gì vậy để con trả lời với người ta nha. Vy đi rồi. Kiếm Vy chi? Hả? Tía con đồ ha. Tôi kiếm Vy có việc, không có liên quan gì tới anh. Không có liên quan gì. Tôi bây giờ là người yêu của Vy, là bạn trai của Vy, coi như là con rể của tía sắp tới rồi. Người lạ vô đây tôi có quyền chứ, tôi đuổi anh ra chứ. Đúng, anh đi về đi. Đúng rồi, nhưng mà tao nói mày nghe. Bây giờ nè, trời ơi, tao mỏi tay quá con rể ơi. Tía đợi con tí. Trời ơi, sao anh lì như vậy hả? Người ta đã đuổi về rồi, còn ngồi đó chi hả? Mày đi về. Mày nói một tiếng tao hốt mà tao quăng dưới đứa này mày tin không? Tin không? Trời đất ơi, anh ghen. Con quá ghen, ghen không? Ghen không? Rồi sao? Tía ơi. Tía là tía của con đúng không tía? Con là con rể của tía nè. Giờ con massage cho tía nha tía nha. Ôi trời đất ơi, cái gì nhỏ, cái gì không? Con massage con nhấn cái nguyệt giữa. Tía à. Theo tía thì Vy có thương con không tía? Mày nên dẫn con Vy đi qua gặp ba má mày coi ra mắt. Ê con chạy ra ra mắt nữa con. Theo con nghĩ thì tía má của con là chắc chắn sẽ thích Vy. Bởi vì sao? Bởi vì tía má của con giàu quá, với lại hiền quá trời hiền. Giàu với hiền không liên quan gì tới cái chuyện thích đó. Có liên quan chứ. Cha mẹ của nó hiền lành. Con Vy thì xinh đẹp, thì như vậy là xứng đôi vừa lứa quá đó. Còn gì nữa, trời ơi con đừng có dấn cái chỗ đó hoài, nó đau bụng lắm. Dạ, ở đây hơi bị bầm đó tía. Yên tâm đi, con chắc chắn là con cưới Vy về á, là Vy sẽ có một cuộc sống sung túc và an nhàn hạnh phúc. Trời đất ơi, lúc đó con sẽ mua cho Vy một cái căn nhà phố to hơn căn nhà này. Trời ơi, căn nhà này tía ở đây nó ngột ngạt lắm. Nhà con giàu mà, con mua mấy căn cũng được nữa. Tía về ở với vợ chồng con nha tía nha. Với lại ở đây làm chi? Ở đây á hả, mấy cái người xung quanh nhiều chuyện lắm, với lại tò mò. Ở làm chi? Không có được. Tao muốn thích, con không có thích mà vợ con ở gần như con người đó tía ha. Tía ha. Xin lỗi. Tự nhiên trong lòng thấy khó chịu quá. Con mát xa cho tía nữa nha tía. Lâu lắm rồi không quýnh lộn ta. Đi ngủ ai quýnh lộn mới được. Cái gì vậy? Ai là? Mày rảnh không? Dạ sao? Ủa bây giờ hả? Em. Em. Cái gì vậy? Mà làm gì vậy? Mát xa cho tía. Ba. Trời. Ê nè. Hả? Anh làm gì vậy? Cái này đi chân. Thôi vậy sao sống ba tôi vậy? Tôi đi nhẹ mà. Về về. Ba. Ba về về. Ê. Cái gì vậy ba? Đâu ba? Cũng dạ ba mà sao quá. Tiếc. Anh đạp đạp đó. Thế sao ba nói thừa anh? Ba sao vậy ba? Tiếc. Ba con chở ba đi bệnh viện nha. Đi bệnh viện. Đi bệnh viện ba đi bệnh. Khoan em đi bệnh viện em đưa ba đi bệnh viện hả? Em đi mình đâu có được đâu. Anh đi chung với em, hai vợ chồng mình lo cho tía, hiểu không? Nè, anh lấy tôi hồi nào mà kêu tôi bằng vợ? Đây là ba của tôi tự đưa đi được, bắt mới gì tới anh. Trời đất ơi. Nó nói hai đứa cùng đưa thì càng tốt thôi chứ sao đâu. Ba. Tía nhớ tía nói không? Là tía nói là bây giờ là con á phải chăm sóc cho em, đưa đón em. Bây giờ em đưa đón ba đi bệnh viện thì con phải dẫn em đi đúng không tía? Đúng rồi, đi, hai vợ chồng mình đi. Thôi nha. Ba, con đưa ba đi. Con đưa ba đi bệnh viện nha. Đi. Chú Tùng, coi nhà giùm con nha. Hồi mấy để chú đưa ba con đi bệnh viện cho. Ai mượn? Ai mượn?
chuyện của gia đình người ta, vợ chồng người ta ai mượn hả? Tiếng người ta phan cái ly di động. Đợi sao thôi, trời ơi, bu bệnh là trời.